Hello, chào anh em nha. Đây, chính bịch. Đây là bum. Thị trường không có bán cái loại này. Đây, cái này là mình tự chế. Bây giờ tự pha. Mình đong với tỷ lệ theo cái bài của mình để mình xài. Mình xài cho bạc, cho già cũng được. Xử lý đồ bạc mà cách đeo bị đen ố gì đó là không có này cực nhanh, trong vòng phút 30 giây xong hết, không cần phải là đốt lửa áo thuốc xả phèn gì, đun rửa hay là ngào bi quay kim gì, mấy cái thứ đó nhiều công đoạn, như cách đem vô món đồ cũ đi thay vì cách các bạn hay làm là thợ hay làm là bắt ngồi mực đốt hay còn áo thuốc á, áo hàng the trong là bằng là xả phèn rồi bằng đi rung đi rửa, rồi nếu chưa sạch bằng lại làm tiếp như vậy, nếu sạch rồi thì bạn bỏ vô máy ngào máy quay kim nữa tùy theo điều kiện mỗi người, rồi quay với công đoạn những bước như thế là tầm mất 20 phút đến này nửa tiếng là xong, tầm 5 đến 10 món đồ. Còn với có cái bài này, cái bơm này thì các bạn chỉ cần 1 phút 30 giây là sạch hết. Chỉ sợ mấy riêng bạc 950 là bạc 99 là cũng cực sáng luôn. Chỉ sợ mấy mà 925 thôi vẫn sáng nhưng mà cũng có 3 đến 4 lần, có thể 5 lần. Đó, thao tác cực nhanh, bơm xong và rung rửa tẩy gì hết, xong là bạn giao sấy khô bạn giao người ta thôi. Nó vừa sáng, nó vừa sạch trong lòng trong kẻ hột đồ sáng chân hết. Đấy. Hay chỗ đó mà nhắc lại là ngoài thị trường không bán cái thứ này đó, để mình xài cho tiệm bạc của mình, căn của mình này, đây bạc của mình, đây thủ bạc của mình. Nói chung bơm có nhiều loại lắm, mình biết cũng nhiều về bơm, bơm bám rồi bơm ra bám mà đủ kiểu hết, bơm cực sáng. Nói chung là bài này cũng nhẹ thôi, chỉ xử lý bề mặt chứ thôi, chứ còn còn bám giữ thì không có bằng như bài kia. Cái bài kia cực mạnh luôn đó. Một bịch đó là mình từ giờ mình chưa bán thôi, nhưng mà tính sơ thì một bịch mình bán chắc cỡ 7 đến 100 ngàn, 70 ngàn đến 100 ngàn kênh bịch. Mình bán cái giá đó thì theo cái thời điểm quá chắc nó lên hay xuống, dao động từ 70 ngàn đến 100 ngàn trên bịch. Cứ một bịch này là mấy bạn pha được 5 lít nước, một bịch pha được 5 lít, cộng thêm một cái loại quá chắc nữa. Đấy, video này mình nói bao nhiêu thôi, còn video tiếp theo là mình sẽ thực hành cho các bạn coi bạc 925 là nó ra sao, rồi bạc 950 là sao, bạc 99 là sao, bạc y nó ra sao. Mình sẽ bơm cho các bạn coi thao tác như thế nào, làm như thế nào vậy đó. Nhắc lại nha, một bịch là từ 70 ngàn đến 100 ngàn thì theo thời điểm. Còn anh em nào thợ bạc nào cần thì có liên hệ tới mình, mình có để dưới phần mô tả của video. Ok nha, cảm ơn anh em đã xem video của mình.